Em bị cả hai chị đang mang cái nhiệm vụ là lấy ra tranh, lấy ra sung để báo cáo với lại các cụ là hôm nay là kỷ niệm mà ngày giỗ ông ngoại và cũng là ngày đầu xuân thì gia đình mọi người có bữa cơm nhạt để mời các ông các bác anh em vỗ tay. Mọi người hợp ý. Xin Đức Chúa Trời làm phép nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha về dưới đất cũng như trên trời. Xin tha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha. Bây giờ cái cây bây giờ nó không cái này không được.